Rồi cả nhà ơi, Thành Công chào cả nhà nghe cả nhà. Thì hôm nay Thành Công làm gì cả nhà, xem Thành Công làm gì nào. Công có túi lưới nha cả nhà. Thì bẫy rắn mà không có chuột thì Thành Công phải đi làm gì đây cả nhà? Thành Công đi bắt ếch nha cả nhà. Bắt ếch hang cả nhà ơi. Thành Công đi với em rể cả nhà. Hai anh em đi kiếm ăn cả nhà ơi. Buổi chiều không có gì ăn hết trơn. Thành Công cũng lâu rồi không có bắt ếch. Nói chung cũng 5-7 năm gì đó, không có ra thục cái hang nào hết. Thành Công luôn chúc cả nhà luôn làm ăn thuận lợi, cùng nhau để thoát qua cái cảnh dịch này coi sao cả nhà. Hiện giờ theo chân Thành Công, giờ Thành Công bắt đầu đi từ đây và vô những cánh đồng lúa này. Nếu mà tới hang ếch á, Thành Công chia sẻ cho cả nhà mình cách bắt hang ếch như thế nào cả nhà, coi có không nha cả nhà. Mình cùng đi với Thành Công cả nhà. Rồi cả nhà ơi, Thành Công gặp hang ếch đầu tiên luôn cả nhà. Ếch có dầu cả nhà, thấy cái hang cả nhà, thấy cỏ không, không biết có không cả nhà. Đang câu phục nha cả nhà, hang đầu tiên mới có dấu nè cả nhà. Mong gặp được con ếch đầu tiên rồi. Ơi ơi ơi, tưởng ơi lại chặn rồi, tưởng ơi. Ê, chừng ra lúa nè. Cái hang đâu dưới đó. Con đằng chỗ tay mình đó. Chỗ tay á, chỗ tay nè. Đằng này nè. Ừ. Rồi thục chưa, có hang quẹo bên đây không? Có ra mẹ nó có rồi. Có quẹo bên kia không? Ừ. Bay ra cả nhà ơi. Rồi hang này nó ra cả nhà ơi. Không bắp máy cả nhà, hang này quớt rồi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, Thành Công gặp thằng ếch nha cả nhà. Nè cả nhà, cả nhà thấy cái dấu nó vô không cả nhà? Nó đang ót nè, nước đục. Để cho em bắt cả nhà, cạn quá trời cạn. Thành Công thục cái vô sình không rồi cả nhà ơi. Không biết mà cũng không biết có con nào không. Nãy giờ thục gặp mấy ăn cua, thục được hai ăn cua cả nhà, chưa con ếch nào chứ. Mới sâu không biết nữa. Sâu thì đào luôn cả nhà, đói rồi. Cả nhà thấy cái dấu giò ếch này trọng rồi cả nhà. Tới rồi. Đấy à. Được con rồi cả nhà ơi. Trời ơi con chút xíu à. Còn nào nữa không? Rồi còn nữa không? Dấu bự không tưởng. Không thấy ếch ở đâu. Dấu này bự nè. Cả nhà thấy dấu ếch gần gần cả nhà. Còn con nữa. Còn con nữa hả? Ừ. Vô rồi, vô rồi. Con này bự á. Này cả nhà thấy không? Thành Công đâu có nói dốc nè. Cả nhà thấy dấu vô ếch rõ ràng nè cả nhà. Cái này cũng hấp dẫn cả nhà. Rồi bắt con ếch quá chị dễ luôn cả nhà. Nãy giờ lội từ đầu trong ra tút đầu ngoài nè cả nhà, nguyên cánh đồng lúa của Thành Công bên đây nghe. Ruộng Thành Công thì trong đó bưng tức nàng em ghẻ nghe cả nhà, ghẻ thứ ba của còn lại kêu vô cả nhà, ếch bự nghe cả nhà. À, hai em với hai em cua nghe cả nhà, 15 gram luôn cả nhà. Còn không? Không còn đâu ông nội ơi. Thành Công ốp máy nghe cả nhà. Để Thành Công đi tiếp rồi có kiếm được hang rồi Thành Công quay cho cả nhà xem ha. 15 gram cả nhà. Tưởng nó gặp con hang cả nhà ơi, Thành Công lại quay không kịp. Bắt được em nữa nghe cả nhà. Tại hai thằng Mạnh nó kiếm hang á, nó gặp nó đào luôn rồi Thành Công lại quay không kịp cả nhà. Nhưng ba nó bắt được con nữa. Mấy con ta, ba em à? Ba con. Ê, ba em cả nhà ơi, xin đất không quay video cũng khó lắm cả nhà. Cũng gán giờ xin mưu sinh mà phải làm thôi cả nhà ơi. Mình đi tiếp nữa cả nhà. Dương ba thấy hàng nữa, nó đào nữa cả nhà ơi. Dương ba nó cao thủ hơn Thành Công nhiều cả nhà. Nhỏ hơn con đầu. Có là được rồi, chịu đủ kho sớt không? Này Dương ba nó lên hình nghe. Trời ơi, xình không dám nổi. Con này nhỏ. Nhái luôn chết. Nè, phải nó bị nghe cái. Nhỏ hơn con đầu. 5 con rồi cả nhà. Đó. Mình thấy dân ba đó cả nhà. Này mới chơi đi dây dọc xình kiếm ăn này cả nhà. Mình còn ốp máy đầu đi tiếp luôn cả nhà ơi. Cái mẫu này còn dài lắm. Dân ba nó bắt hàng nữa cả nhà ơi.
Công đi trước mà không thấy, nó đi sau nó đào thấy. Công dở quá cả nhà. Hả? Có không? Nhỏ hả? Còn nữa cả nhà. Trời ơi, ếch. Phải ếch không cả nhà? Bự hơn nhái chút. Sáu em. Xin không ra ngoài vợ. Sáu con cả nhà. Còn quá bái cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thành công phát hiện cái hang ếch ngầu luôn, quá bự luôn cả nhà. Dấu giò nè cả nhà, dấu giò tổ kinh luôn cả nhà. Dấu giò hết biết vô đục ngò khi dân ba nó thục có hang này chắc có 100% rồi cả nhà ơi. Thôi bắt đi thử. Thành công quay hang hay hang nữa, thành công đi bắt tiếp dân ba nữa mới có ăn cả nhà ơi. Vừa bắt vừa quay phim không biết chừng nào mới có ăn cả nhà. Có không? Vô vô hả? Vô là vô cái gì? Đụng nó hay gì? Đụng. Bự không? Bự. Giờ mới dấu dọn hết nè cả nhà. Dạ. Cua kẹp hay gì? Bự quá. Cua hết dữ lắm bự cả nhà. Dạ. Rửa nó cái. Bự. Trời, con ếch chả bả nạn luôn nè cả nhà. Hết biết con ếch cả nhà ơi. Cà bá luôn 300 gram. Giờ cua cũng nhiều cả nhà. Thành công đến, thành công đi tới kiếm hang nữa. Quay cho cả nhà xem hang hay hang nữa. Thành công đi bắt tiếp dường ba nữa cả nhà. Để mình nên nó bắt rồi. Thành công quay chắc tới chiều đối rồi cả nhà. Thành công ấp máy cả nhà. Cả nhà ơi, thành công phát hiện hang ếch nữa cả nhà. Hang này cái dấu cũng to lắm cả nhà. Cái dấu chà bá rồi cả nhà thấy không? Dấu lên tới trên mé này trong đất cả nhà. Con này chắc cũng không thua con nãy, cá gu non mắc cạn cả nhà. Cả nhà thấy hang cá gu non không? Bắt cái còn không vậy mà. Có nhồi nhồi nước kìa. Ừ. Nhồi nhúc dưới nước á. Đi đâu chào bà. Đi chào sâu. Hả, sâu hả? Dính rồi. Ếch gì? Ếch. Bự không? Bự hơn con nãy không? Nhỏ hơn con nãy chút. Ồ, còn chà bá nữa cả nhà ơi. Con này cũng bự, 200 gram. Nhỏ hơn con nãy cả nhà. Bọc rồi cả nhà. À, vô, đủ ăn rồi. Có cua không? Cua luôn. Có hang đó còn không có cua nữa. Chừng có cua đó. Có cua nữa. Chừng hai con ếch nữa. Đấy, đụng con cua nữa. Bắt cua luôn. Con cua con ếch luôn cả nhà ơi. Cái dấu hết biết cái dấu bự. Bắt cua luôn cả nhà. Con cua con ếch. Nó vô là nếu mà con cua nó lột lần ếch nó quất con cua luôn cả nhà. Còn nữa không? Rồi còn ếch nữa không? Hết rồi. Hết rồi cả nhà ơi. Rồi nhìn công ấp máy nha cả nhà. Thành công với Dương Ba nó đi bắt con tăng nữa cả nhà ơi. Cho đủ ăn nha cả nhà. Chứ cũng mới có con mớ rồi. Để chút rồi bắt dùng dồn lên. Thành công ốp máy kết thúc video cho cả nhà mình xem. Chứ giờ nếu mà Dương Ba nó bắt rồi thành công quay, biết chừng nào mới đủ ăn nha cả nhà. Thành công ốp máy cả nhà. Cả nhà ơi. Bây giờ thì thành công bắt cũng được thêm mớ nữa cả nhà. Bây giờ Dương Ba nó đổ cái vớn này cả nhà. Dương Ba đặt cái vớn cá gu bí này cả nhà. Cái gu nó dính hết biết luôn. Dương Ba nó lội vô trong chòi đó cả nhà. Trong vòng trong chà mã lấy cái thùng ra cả nhà. Lấy cái thùng ra đặng mà đổ cá gu bí gì à luôn nha cả nhà. Về kho mắm cả nhà. Thành công bắt nãy giờ cũng được mớ nè cả nhà. Đổ cá gu bí này cả nhà thấy cá nó còn nheo trên đó không? Thành công phóng to ra cho cả nhà mình xem ha. Nhà thấy không, nó nheo nước đó là cá nha cả nhà, chứ không phải gió nha cả nhà. Cá đó, trong vớn nè, trong vớn là nhóc hết trơn luôn. Chút xíu rồi Dương Ba nó ra, Dương Ba nó đổ rồi thành công chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Nó cả nhà thấy nó nheo không? Thì trong khi chờ đợi Dương Ba nó thành công dừng máy trong giây lát nha cả nhà. Rồi Dương Ba nó lấy cái thùng ra tới nha cả nhà, rồi đổ nó cả nhà. Cá này cá gu bí người.
quá trời luôn. Bỏ một cái giếng này, cái ruộng này ruộng của Thành Công luôn nha cả nhà, ruộng của cha Thành Công. Đây, từ đây về dương mã chẳng ra tới ngoài đó tuốt ngoài đó luôn nha. Ruộng sàn hôm nay cũng trên tháng rồi, này cũng mít mít thái của Thành Công luôn cả nhà. Ký cá rô non cả nhà, cá rô non ta còn nó mắc cạn cả nhà, ta kêu cá rô bí. Cá này kho mắm hết sảy luôn cả nhà. Quá luôn hả? Giếng này đó Thành Công mua 30 cái nè, cho dùng qua nó hết rồi, bây giờ nó còn được nhiêu cá, chắc còn mấy cái gấp cái này. Lấy cũng biết nhiều tiền gì cái giớ, mấy cái giếng này nữa cả nhà, chứ không ít đâu. Còn luôn nè cả nhà. Đây cả ký lô cả nhà. Con cá chê nhỏ nữa cả nhà. Như đây kho mắm ăn khủng luôn. Hết cái cây rô bí cả nhà. Đây kho mắm ăn, để Dương Ba nó dằn lại rồi lên rồi Thành Công bắt cái số ếch với cái số cua ra rồi tổng quát video cho cả nhà mình nha. Mình tưởng người bắt ếch ra, Thành Công mới tháo cái túi mít của ông bố. Bắt thì được nhiều ếch nữa. Sống giờ được nhiều nè cả nhà, chắc bữa nay chúng sống dư sống cả nhà. Thành Công không bắt cua nhiều, phải bắt cua nhiều cũng nhiều lắm cả nhà. Hết vỏ hôm nay đi, được mấy con, chục con không biết. Hơn à. Ủa, con ếch tổ. Hết vàng cả nhà. Một em. Em ở đó đi. Hai em. Ba em. Mấy đứa đang bé vòng vòng. Bốn em. Năm em. Sáu em. Bảy em. Dư với tá cái mót mót hai thằng thuộc mau cả nhà. Tám em, hai thằng bắt thủy mau hơn thằng. Chín em, được có ba ếch bự cả nhà, chừng nữa cái cua. Chị con này 100 gram à. 10 em, con ếch tới nãy bắt cặp đầu tiên. Mười một em cả nhà, cho ký ếch. 12 em, còn ếch. Tại mình không, mình phải bắt ra để con cua nó kẹp chết chứ cả nhà ơi. Còn con á, còn con hai con. 12 em hả, 11 em rồi. 11 12. 11 12 thì 12 đi cả nhà ơi. Như 12 con đi cả nhà. Thì được 12 con ếch với chừng nửa cái cua cả nhà. Ngon lành cành đào cả nhà ơi. Đây. Cua. Cua ngon còn không? Thành quả săn bắt của Thành Công hôm nay kết thúc nha cả nhà. Thì cũng được mớ cá rô bí rồi Dương Ba nó đổ dưới nhà với 12 con ếch, chừng nửa cái cua sống được một bữa cả nhà. Nó sống bữa cũng hơi mặn nha cả nhà. Nhà hai gia đình chia ra ăn nó chứ cho Dương Ba nó mớ cả nhà. Nhà anh em chia ra ăn cả nhà. Rô bí thì có mắm. Cua thì nấu canh, mơ nấu canh kiếm hẹ, rau dưỡng gì nấu canh cả nhà. Ếch thì xào sơ ớt nha cả nhà. Thành Công cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Video Thành Công cũng luôn chúc cả nhà luôn làm ăn thuận lợi nha. Thành Công vô cả nhà ơi, vô làm đồ ăn buổi chiều nữa. Chào cả nhà, cái vô Dương Ba. Chào. Ba đã sống gần miếng ruộng của Thành Công cả nhà ơi. Thành Công chào cả nhà, buổi tối tiếp theo cả nhà.